Ngày hôm qua, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ do ông Đào Chí Nghĩa, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiến hành giám sát đối với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về tình hình thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thành phố triển khai đảm bảo tiến độ, lộ trình. Đối với cấp tiểu học, 100% học sinh lớp 1, lớp 2 hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch, chất lượng học tập đảm bảo chuẩn đầu ra theo yêu cầu cần đạt của chương trình. Cấp trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh lớp 6 có kết quả học tập từ đạt trở lên, kết quả rèn luyện từ đạt trở lên chiếm 99,97%. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi về những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện nghị quyết như tình trạng thừa, thiếu, việc tuyển dụng giáo viên, khó khăn trong việc nghiên cứu thẩm định sách giáo khoa, thiếu thiết bị phục vụ giảng dạy. Ông Đào Chí Nghĩa cho biết, đối với kiến nghị của sở, đoàn sẽ tổng hợp và chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Sở cần làm rõ hơn những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, trong đó chú trọng đến những vấn đề còn vướng mắc trong việc tuyển dụng giáo viên, giải quyết các chế độ chính sách cho giáo viên, xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học để thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.